Tin bóng đá hôm nay, MU có vũ khí bí mật mua Maguire. Liverpool tất tay mua bom tấn. Gareth Bale từ chối đến Trung Quốc. Tuyển thủ U23 Việt Nam may mắn không bị chấn thương nặng là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Inter Milan ra giá mua Lukaku. Sky Sport Italia loan tin Inter Milan đã chính thức đặt vấn đề chuyển nhượng Romelu Lukaku với MU. Theo đó, đội bóng Italy muốn mượn Lukaku 2 năm kèm điều khoản bắt buộc mua Đức với giá 70 triệu euro trả làm 3 kỳ. Đợt 1 Inter trả ngay 10 triệu euro trong năm này. Đợt 2 Inter trả tiếp 30 triệu năm 2020 và trả nốt 30 triệu còn lại vào mùa hè 2021. Chưa rõ MU có chấp thuận đề nghị này không hay đòi giá cao hơn. Lukaku đã công khai ý định rời Old Trafford và ca ngợi Conte là huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, ngụ ý muốn gia nhập đội bóng này. Liverpool tất tay cho bom tấn mùa hè. Theo báo Anh, huấn luyện viên Liverpool Jurgen Klopp sẵn sàng mua tiền vệ Isco của Real Madrid với giá 75 triệu bảng để làm phương án dự phòng cho Mohamed Salah. Liverpool vẫn chưa thực hiện vụ áp phe đình đám nào hè này, nhưng ông Klopp ý thức rõ sự cần thiết phải có một đội hình có chiều sâu và nhắm tới Isco để dự phòng cho Salah. Đội hình 1 của The Kop rất chất lượng, nhưng chiều sâu đội ngũ của Liverpool vẫn chưa tốt, nhất là người dự phòng cho Salah. Chân sút Ai Cập đã phải cầy ải liên tục hai mùa qua, nhiều khi lâm vào trạng thái mệt mỏi. Juventus sắp chính thức ra mắt De Ligt. Theo Sky Sport Italia, Juventus hy vọng sẽ chính thức mua được trung vệ 19 tuổi De Ligt vào cuối tuần này, sau khi bị Ajax từ chối đề nghị đầu tiên là 50 triệu euro cộng các khoản thưởng dành cho De Ligt. Juve đã nâng giá hỏi mua De Ligt lên 67 triệu euro, vẫn thấp hơn mức 75 triệu euro Ajax áp đặt lúc đầu, nhưng Juve tin đội bóng Hà Lan sẽ chấp thuận đề nghị mới của họ và họ có thể cho ra mắt De Ligt cuối tuần này trước khi du đấu châu Á. Trước đó, Juve đã đạt thỏa thuận cá nhân với De Ligt. MU có vũ khí bí mật mua Harry Maguire. Theo báo Anh, MU có thể sớm chốt được vụ Harry Maguire nhờ Mike Fernand. Trợ lý của Ole Gunnar Solskjaer từng làm việc chung với Maguire hồi ở Hull City và ông được cho là vũ khí bí mật của Quỷ Đỏ trong vụ này. MU tin Mike Fernand có thể thuyết phục Maguire chính thức công khai mong muốn tới MU để qua đó thúc đẩy Leicester chốt nhanh vụ chuyển nhượng. Hiện MU đã trả giá mua Maguire là 70 triệu bảng, nhưng The Fox đòi cỡ 85 triệu bảng mới bán trung vệ 26 tuổi của họ. Gareth Bale từ chối đến Trung Quốc. Nguồn tin El Chiringuito cho biết một câu lạc bộ Trung Quốc giấu tên sẵn sàng trả mức lương 1,2 triệu bảng trên tuần dành cho Gareth Bale. Con số này sẽ giúp tiền đạo người xứ Wales trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, Gareth Bale không có ý chia tay Real Madrid trong mùa hè này và cũng không hứng thú với mức lương 1,2 triệu bảng trên tuần. Nguyên nhân anh quyết định không tới Trung Quốc là vì muốn được chơi bóng ở môi trường đỉnh cao. Cách đây ít ngày, The Sport đưa tin Real Madrid buộc Gareth Bale phải ra đi trong hè 2019 bằng bất cứ giá nào cho mượn mặc bán Đức. Trường hợp tiền đạo xứ Wales vẫn cố tình không nhượng bộ, anh sẽ phải đối mặt với hai nguy cơ: ngồi dự bị dài hạn hoặc chỉ được tập luyện cùng đội trẻ. Bên cạnh đó, tờ Marca khẳng định Gareth Bale sẽ không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane ở mùa giải tới. Tuy nhiên, tiền vệ người xứ Wales vẫn mong muốn được ở lại Real Madrid. Hiện tại, ban lãnh đạo Real Madrid đã chấp thuận yêu cầu bán Gareth Bale trong kỳ chuyển nhượng hè 2019 của huấn luyện viên Zidane. Tuy nhiên, đội chủ sân Santiago Bernabeu vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào dành cho tiền đạo người xứ Wales. Roma mua thủ môn Betis, theo đuổi Toby Alderweireld. Theo Sky Sport Italia, AS Roma đã chính thức chiêu mộ thành công thủ thành 24 tuổi Paulo Lopez từ Betis với giá 23,5 triệu euro và số tiền có thể lên đến 28 triệu euro tùy theo thành tích. Paulo Lopez đã ký hợp đồng 5 năm với đội bóng thủ đô Italy. Trong một diễn biến khác, Roma cũng đang cân nhắc khả năng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 25 triệu bảng của trung vệ người Bỉ của Tottenham Toby Alderweireld. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ có hiệu lực cho tới trước khi thị trường chuyển nhượng ở Anh đóng cửa 2 tuần nên Roma phải quyết định nhanh. West Ham hỏi mua Higuain 40 triệu. Sky Sport Italia cho biết West Ham đã đề nghị Juventus cho mượn tiền đạo 31 tuổi người Argentina Gonzalo Higuain kèm điều khoản bắt buộc mua Đức với giá 40 triệu euro nếu một số điều kiện được đáp ứng.
Đề xuất của đội bóng Anh được đưa ra sau khi họ hỏi mua Maxi Gomez và Sebastian Haller đều với giá 40 triệu euro nhưng lần lượt bị Celta Vigo và Eintracht Frankfurt từ chối. Higuain không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Sarri ở Juventus. Juve muốn bán anh nhưng anh đã từ chối gia nhập AS Roma. Juve mua Higuain từ Napoli với giá 90 triệu euro, dùng 2 mùa rồi cho AC Milan và Chelsea mượn với tổng phí mượn là 18 triệu euro. MU phải bỏ ra 70 triệu bảng để mua Eriksen. Theo tờ Evening Standard, MU phải bỏ ra 70 triệu bảng nếu muốn chiêu mộ tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham. MU coi Eriksen là cầu thủ có thể thay thế Pogba ở MU trong trường hợp cầu thủ người Pháp ra đi. Eriksen chỉ còn hợp đồng với Tottenham đến năm 2020 nên mùa hè này là thời điểm thích hợp để đội bóng này bán cầu thủ người Đan Mạch. Mùa giải vừa qua, Eriksen đã cùng Tottenham vào đến chung kết Champions League, nơi mà họ đã gục ngã trước Liverpool. Cầu thủ người Đan Mạch đã thổ lộ nguyện vọng được ra đi để tìm kiếm vinh quang ở một đội bóng khác. Tottenham đã chiêu mộ được Tanguy Ndombele và đã tiến sát đến việc đạt thỏa thuận với Real Madrid về Dani Ceballos. Nếu có được sự phục vụ của Ceballos, Tottenham có thể để Eriksen ra đi. Real ký hợp đồng và ra mắt Eder Militao. Chiều qua ngày 10 tháng 7, Real Madrid đã chính thức ký hợp đồng và ra mắt Eder Militao trên sân vận động Santiago Bernabeu. Trong buổi lễ ký hợp đồng, hậu vệ người Brazil chia sẻ: "Đó là một ngày rất đặc biệt và tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Khi nghe được tin Real muốn có chữ ký của mình, tôi đã không nghĩ đến lần thứ hai nên lập tức đồng ý. Mọi người ở câu lạc bộ Porto đều tin tưởng vào tôi. Tôi muốn cảm ơn họ vì tất cả những gì tôi đã học được ở đây. Thực sự là tôi rất hạnh phúc." James Rodriguez có thể gia nhập Atletico. Tờ AS khẳng định Real Madrid và Napoli vẫn chưa chính thức đàm phán về James Rodriguez. Được biết, Real Madrid muốn bán tiền vệ người Colombia với mức giá 37 triệu bảng nhưng Napoli chỉ muốn mượn một mùa giải kèm điều khoản mua đứt. Trong khi đó, Atletico đã nhảy vào thương vụ này và sẵn sàng trả 37 triệu bảng theo yêu cầu của Real Madrid. Ở cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Napoli đã chia sẻ rằng: "Tôi không biết liệu cậu ấy có đến Napoli hay không, nhưng chúng tôi hy vọng điều đó diễn ra. Tôi biết James rất rõ, đó là người có thể chơi ở tất cả các vị trí ở hàng tiền vệ. Tôi đã từng sử dụng cậu ấy bên cánh trái, bên phải và một số 10. Vị trí của cậu ấy trên sân không phải là vấn đề." Đến với bóng đá Việt Nam, tuyển thủ U22 Việt Nam may mắn không bị chấn thương nặng. Theo thông tin từ phòng đội tuyển quốc gia, tiền vệ Trần Thanh Sơn của đội tuyển U23 Việt Nam chỉ bị đau do va chạm và may mắn không bị bất kỳ tổn thương nào liên quan đến xương. Trong trận đấu tập với đội tuyển U18 Việt Nam ngày hôm qua, Trần Thanh Sơn đã bị đau sau một pha va chạm và buộc phải rời sân ở phút 78. Qua kiểm tra và đánh giá ban đầu, bác sĩ đội tuyển nhận định Thanh Sơn chỉ bị đau phần mềm do va chạm mạnh. Để xác định rõ ràng hơn mức độ chấn thương của Thanh Sơn, sau trận đấu bác sĩ Trần Anh Tuấn đã đưa tiền vệ này đi chụp phim tại bệnh viện thể thao. Kết quả chụp phim cho thấy Thanh Sơn hoàn toàn không gặp tổn thương nào về xương. Đây có thể xem là điều khá may mắn đối với Thanh Sơn bởi anh đã từng bị chấn thương ở đúng vị trí va chạm này. Có lẽ chính vì vậy mà Thanh Sơn đã cảm thấy khá đau và không thể tiếp tục thi đấu. Trong trận đấu tập hôm qua, một cầu thủ bên phía U18 Việt Nam là Võ Minh Trọng cũng bị đau phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ. Tuy nhiên, trường hợp của Minh Trọng chỉ là hiện tượng bị chuột rút do vận động với cường độ cao liên tục. U23 Việt Nam hội quân vào cuối tháng 7. Sau trận đấu tập với U18 Việt Nam, các cầu thủ U23 Việt Nam được trả về câu lạc bộ để tiếp tục tìm kiếm cơ hội ra sân tại các giải chuyên nghiệp. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân trở lại trong đợt tập trung ngắn hạn từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 tới. Trong khi đó, đội tuyển U18 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đến ngày 15 tháng 7 sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn 12 ngày. Kết thúc đợt tập huấn này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2019.